Thưa quý vị, theo kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sáng nay 15 tháng 5, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức diễn tập đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Buổi diễn tập theo hai kịch bản ứng với hai tình huống tại một điểm bỏ phiếu đang thực hiện giãn cách và điểm bỏ phiếu bất ngờ phát hiện trường hợp cử tri có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Địa điểm diễn tập là Nhà văn hóa phường Long Tâm, đơn vị bầu cử số 7 của thành phố Bà Rịa. Tham dự buổi diễn tập có ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo tình huống giả định xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng dịch, Ủy ban bầu cử tỉnh quyết định thực hiện giãn cách toàn bộ một khu phố. Tất cả cử tri trong khu phố đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trong hoàn cảnh có yêu cầu giãn cách. Khu vực bầu cử được bố trí theo đúng quy định của Bộ Y tế. Hòm phiếu được khử khuẩn, cử tri được phân luồng, xếp hàng và bỏ phiếu theo một chiều. Mỗi cử tri thực hiện các thủ tục bỏ phiếu cách nhau 2 mét. Với tình huống thứ hai, địa phương không có ca nhiễm COVID cộng đồng, nhưng tại điểm bỏ phiếu bất ngờ phát hiện trường hợp cử tri bị sốt, ho, khó thở. Cán bộ y tế tại điểm bầu cử đưa ngay cử tri này đến cơ sở cách ly tạm thời, đồng thời báo ngay cho lãnh đạo trung tâm y tế địa phương điều phương tiện, nhân lực cơ động phòng dịch đến hỗ trợ, đồng thời báo cáo Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC của tỉnh. Phụ trách điểm bầu cử thông báo tạm ngưng công tác bầu cử trong 30 phút để thực hiện khử khuẩn. Nếu cử tri bị sốt đột ngột, qua kiểm tra nhanh cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, cán bộ phụ trách xin ý kiến dừng hoạt động tại điểm bầu cử. Toàn bộ cử tri được chuyển đến khu cách ly tập trung tạm thời của địa phương. Qua đây sẽ có được cái kích hoạt được toàn bộ hệ thống các tổ bầu cử ở địa phương kết hợp với cái công tác phòng chống dịch COVID-19. Thứ hai này, tỉnh sẽ tổ chức một cái hội nghị tập huấn toàn tỉnh để mà triển khai tất cả các tình huống, các giải pháp cùng với kinh nghiệm của buổi diễn tập này, thì tôi tin là cái đợt bầu cử 23 tháng 5 sẽ thành công tốt đẹp. Qua buổi diễn tập, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các trưởng ban chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử, Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời đánh giá cao kết quả diễn tập. Các thành viên tham gia diễn tập nắm bắt nhanh quy trình, cách thức tiến hành để về tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện tại địa phương. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Tiểu ban Y tế tiếp tục triển khai đến các trung tâm y tế, trạm y tế các xã, phường, thị trấn, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao như trong diễn tập, để ngày bầu cử 23 tháng 5 sắp tới thành công trọn vẹn ý nghĩa là ngày hội của toàn dân.